Lành hạo được, lành hạo lên được, đi mẹ thề. Lên chim thằng, đi mẹ thằng bạn mày chắc chim là cùng những đi mẹ bắn đến buổi được nữa mà lên cao đúng không? Bảo bây giờ đi mày lên chim mày bắn được nữa không? Bố mày thách, đi mẹ lên toàn diễn viên, mẹ đố bắn được. À thế ừ đấy, bảo em mày thế. Kê lên kê làm nhá. Ba lây chưa có ấy. Đâu bê đâu này, bê vào rồi. Mi cho. Ba lây chết. Mi à? Bê ăn, bê ăn. Ok. Nói. Sao sao sao, bê bê rồi. Market market. Ok. Con cho thấy bà có ngầu không? Một mặt kia nữa kìa. Ở đâu? Mid. Nghe nhiều tiền vậy đái. Chẳng lẽ định mèm anh phốt bài ốp giờ nên không các em? Phốt bài ốp? Phốt bài ốp đi mẹ. Thôi đùa ấy. 4,750 định mẹ mua phát hết con mẹ luôn. Cái thịt trấu. Cái thịt trấu. Mít một. Ôi. Sợ chó. Sợ chó, sợ chó. Baby clear. Ram. Planting rồi. Một trong sai chiêu bóc ấy. Jungle có gì mà. Tịt mẹ chờ cái ông này, chờ cái thằng bùi set boy ấy, nó bắn sở cao chắc đủ má tao xuống lỗ mẹ rồi. Bắn trên thằng tờ đúng một mạng là hiểu trình nhau ấy, địt mẹ. Ý à, nhảy, em thôi đó mà. Đâu, nhưng mà anh để kill, anh để xếp kill trước, mày dưới đó. Hiểu không? Em đứng gì, gì em hơn nó một mạng mà. Ý anh bảo là anh để xếp cái giết trước thì mày đứng dưới đó. Anh xem ai nhiều kill hơn mà mày không hiểu à? Nào thế nào?
Bắn World Map kinh lắm mà. Mẹ vào trận bắn ngu đấy. Mẹ em. Mấy hai là biết biết đâu anh ơi. Đơm nhau rồi. Hai ram nằm anh ơi. Hai ram một lầu một. Oh shit, not about it. Ha! Got it! Anh ơi, em có tiền mua ốp cho anh nè. À. Sao vậy? Em thêm mảng 9. Thêm mảng 900 anh. Chơi anh. Thật ghê nhặt súng của anh. Nguyên nhân của em mới rồi. Đúng em. Mày là hợp lý. Lửa đẹp. Anh sẽ móc xấu. Em lên bắn cương lầu nè. Lên đi. Team it, team it. Ok, ok. Flash, flash, flash. Connect vào rồi. Ôi, shop, lầu. Lầu nó lầu, lầu một. Lầu, lầu giặt xuống hay sao rồi đó. Lầu xuống anh, lầu xuống, lầu xuống. Em vừa mê nha. Trong xe có một cái tờ. Trong xe có một. Nghe thùng default. Xe chết rồi. Mày quá rồi đi. Thằng này còn ngồi đây nè. Anh lộn. Mày quá cho tao xem. Bắn táp vào đầu ghê lắm mà. Học mấy cái đấy ghê lắm mà vào trận chả áp dụng, chả áp dụng được cái đéo rồi. Bắn nó chúng mày đúng không má. Nghe thở luôn chứ. Này anh bắn có hai trận thôi, địch mẹ anh phải cương bọn này nhanh. Để ở nhây nhây được. Mình có khả năng bắn là mình bắn luôn được không?